Kết thúc vòng số 2. Sang vòng số 3. Chân đầu tiên các bạn móc một mũi kép đơn. Chân thứ hai là hai mũi kép đơn chung một chân. Rồi đến một mũi kép đơn. Rồi hai mũi kép đơn chung một chân. Các bạn cứ móc lần lượt như vậy đến hết vòng nhé.